kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người đã nêu gương sáng cho toàn thể cán bộ nhân dân và để lại cho chúng ta một sản phẩm quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới. Chương trình Kết nối tri thức hôm nay xin giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến bao nỗi đắng cay, khổ cực của nhân dân và nhiều cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh yêu nước, chống thực dân Pháp lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam rơi vào bế tắc. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã nung nấu quyết tâm tìm một con đường mới để cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc. Từ thực tiễn hoạt động cách mạng phong phú, khi được nghiên cứu bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, dưới ánh sáng của cách mạng tháng 10 Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường duy nhất để cứu nước và giải phóng dân tộc. Đó là con đường cách mạng vô sản, cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc ta lên tầm cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh vô tận của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Người đã chỉ ra thời cơ lớn cho dân tộc Việt Nam, động viên toàn dân ta vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân phong kiến, làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc cách mạng tháng 8, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thắng lợi đó không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mà còn là bước ngoặt đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, mở ra một thời đại mới cho phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước thuộc địa. Minh chứng cho lời khẳng định đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập trước toàn thể quốc dân đồng bào. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, cho sự nghiệp đấu tranh xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái và phát triển. Tư tưởng của người là tinh hoa văn hóa của nhân loại, thấm đẫm những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh của một bậc vĩ nhân, một lãnh tụ nhân dân kiểu mới. Vĩ đại mà không cao xa, thanh cao mà vô cùng giản dị, mẫu mực và gần gũi với quần chúng nhân dân, hết mực yêu thương đồng chí đồng bào, hết lòng hết sức chăm lo cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cả đời người chỉ có một tâm nguyện và ham muốn là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Cho đến khi phải từ biệt thế giới này, người chỉ tiếc không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Chính tâm nguyện và mục đích vô cùng cao đẹp ấy đã tạo cho người một ý chí lớn lao và nghị lực vô cùng mãnh liệt. Để giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lai, uy lực không thể khuất phục. Vượt qua mọi gian khổ khó khăn, dẫn dắt đảng ta, lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và vững bước trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của người trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh. Từ thực tiễn cách mạng nước ta hơn 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta kể từ khi có đảng, đã cho thấy rằng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu giúp toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung lớn quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Và xây dựng đảng về đạo đức trở thành phương châm quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Điều này đang được Đảng ta thực hiện quyết liệt, được đông đảo nhân dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đoàn kết một lòng với quyết tâm, ý chí và khát vọng để lập nên kỳ tích phát triển Việt Nam. Nhất định, chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Quý tín giả thân mến, quyển sách Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ đất nước do Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn, với nội dung gồm 2 phần, được chuyển tải qua 199 trang sách. Phần 1, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường cho sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ đất nước của dân tộc ta, gồm các bài viết: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và nền quốc phòng toàn dân, giá trị, ý nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập và phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nội dung cốt lõi trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giá trị lý luận thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Phần 2, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước của dân tộc ta, bao gồm các bài viết: Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay, những sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, giá trị và sự vận dụng, vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam thời kỳ mới, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.